Tiếp theo xin mời anh Lê Ngọc Thành đặt câu hỏi. Vị chuẩn bị tiếp theo là anh Nguyễn Thanh Tùng, cư ngụ ở Kiên Giang. Con kính chào soạn giả. Tôi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức đã cho phép tôi đặt câu hỏi. Có mất thời gian thì con xin đi thẳng vào câu hỏi. Tiêu chuẩn người tu theo đạo Phật như thế nào? Xin soạn giả giải thích. Tiêu chuẩn người tu theo đạo Phật là con người đó phải trí tuệ sáng suốt, không mê mờ. Thứ nhất, muốn tìm hiểu bất cứ cái gì phải tìm hiểu cho thật rõ ràng, đừng mê mờ. Đó là tiêu chuẩn người tu theo Phật. Và thứ nhất á, thì phải hiểu trên trái đất này như thế nào, quy luật nhân quả luân hồi trái đất này như thế nào. Còn nếu mình không hiểu cái này thì hoàn toàn tu theo bị sai hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn. Tại sao người tu theo đạo Phật họ đụng đâu tin đó và thích cầu lạy và xin? Bây giờ ở trong cái tánh người của họ đó, người ta gọi là cái kho tàng thức đó, nó âm nhiều quá đi. Thế giới này cái thế giới vật lý âm dương. Dương âm thì mơ mộng. Còn dương thì mơ mộng lên trời, âm thì mơ mộng dưới đất. Vì thế nó mới xảy ra câu chuyện này. Vì thế mà muốn thoát cái này thì con người đó phải bằng trí tuệ. Làm người Việt Nam phải là trí tuệ. Thì tất cả những gì mê tín không đến với mình được. Còn mình đụng đâu tên đó gọi là mình không trí tuệ. Rồi con hỏi tiếp. Dạ. Dạ, Bồ Tát là chỉ cho vị nào và có nhiệm vụ gì à? Bồ Tát là một vị tu hành được hai căn thông suốt, đó là nhãn căn và nhĩ căn viên thông. Mà có cái hạnh nguyện là tầm thinh khắp ta bà thế giới, cứu nạn cứu khổ người nào bị quan trái, đó là một vị Bồ Tát. Rồi con hỏi tiếp. Dạ. Thượng đế là chỉ cho ai? Ở trên trời có mấy vị thượng đế? Trong càn khôn vũ trụ có mấy vị thượng đế? Xin bác giải thích. Thượng đế là thượng là cao, đế là vua, chỉ cho ông vua cao. Mà trong một tam giới có một ông vua cao là ông thượng đế, nằm ở trong cõi trời thượng đế. Một tam giới có một ông thượng đế, một tiểu thiên thế giới có 1000 ông thượng đế, một trung thiên thế giới có 1 triệu ông thượng đế, một đại thiên thế giới có 1 tỷ ông thượng đế. Trong càn khôn vũ trụ này có hằng hà sa số thượng đế. Giờ muốn đi đâu con nói đâu, chú chỉ cho đi. Ngọn thượng đế nào chú chỉ cho. Dạ, thánh mẫu là chỉ cho vị nào ạ? Thánh là hiển linh, mẫu là mẹ, mẹ hiển linh. Có gì đơn giản. Gọi là người nào mà cái mẹ nào mà hiển linh ta gọi là thánh mẫu. Đâu có hỏi tiếp. Dạ. Đạo Phật Thiền Tông là tinh hoa nhân loại, cớ sao Thượng tọa Tiến sĩ Thích Lê Thọ tu ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh chửi cho là ma vương? Xin bác giải thích phần này. Đạo Phật là tinh hoa nhân loại, sở dĩ mà Tiến sĩ Thích Lê Thọ chửi cho là ma vương là sao? Ông nói á, ông Phật không có bằng tiến sĩ, không biết ông Phật, ông Phật là học nhiều như tới lớp 10 thôi. Ông có tiến sĩ là phải chê rồi. Mà ông nói là hồi xưa ông Phật không biết chữ, làm gì mà viết ra quyền ký này, quyền ký phổ biến ra là ma dương đó. Là cái lý này ông nói có cái lý chứ không phải không. Tôi nói thiệt, ông nhờ ông nói vậy mà nhiều người đến đây, nhiều người chửi vậy. Tôi nói ủa ma dương sao ta lại đông quá. Nhờ ông Lệ Thọ, ông chửi, vì thế mà tôi cảm ơn ông. Ta cái gì phải nghe lạ lùng quá, ta chạy tới ta coi. Ma dương sao đông quá vậy. Ai, thì bởi vì mới cảm ơn ổng. Nhưng mà ổng có chấp ngã, tại vì ổng nói là ổng có tiến sĩ, ông Phật chưa không có tiến sĩ. Thì làm sao mà hơn nữa, thời Đức Phật không biết chữ thì làm viết ra cái huyền ký làm cái gì à, thì ổng mới chê vậy thôi. Chứ nhưng mà điều nên nhớ không có tội à. Ổng có tội, ổng có cái công, có cái công dẫn người ta tới đây nè. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Dạ, Đạo Phật Thiền Tông là tinh hoa nhân loại, cớ sao giảng sư Đạo Phật Thích Phước Tiến tu ở tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh chửi cho là bịa đặt, sao không thấy soạn giả phản ứng gì ạ? À? Phản ứng vậy này, quy luật trật lý là tôi có trách nhiệm là phổ biến ra. Ông chửi là đúng. Đầu tiên mẹ tôi đã nói rồi, con phổ biến này nó chửi con chịu nổi không? Tôi nói cho thoải mái luôn. Tuy giờ tôi ông chửi nhiều chửi, xin lỗi ông chửi nhẹ lắm.
Ông chửi mà còn búa rìu dư lượng tôi mới sợ, chứ không phải ông chửi nhẹ, chửi nhỏ lắm. Ông tôi vậy, cảm ơn ông. Ông cũng chửi trên mạng, thành ra người ta tới đây đông lắm. Tôi nói thiệt cái phe mà ông chửi nó tới đây rồi mấy trăm người, tập yếu chỉ, ý chỉ tiền tông thôi. Không nhờ ông chửi thì làm sao người ta tới đây. Cảm ơn ông. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con đã rồi. Đạo Phật Thiền Tông là tinh hoa nhân loại, cớ sao hầu hết nhiều thầy tu theo đạo Phật các thầy lại ghét và chửi, xin soạn giả cho biết lý do. Dễ ở con mà cạo đầu đi, con mặc áo đi, con đi cúng đi. Thiền Tông ra nó không, nó cúng là cô hồn ăn chứ không phải ấy. Thì nó thất nghiệp nó chửi là phải rồi. Trái đất này cúng, ở đây trái này linh thiêng là cô hồn. Mà bây giờ nói bằng sự thật này thì chửi, nếu mà con cạo đầu mặc áo thì chắc con còn chửi mạnh hơn mấy em kia đó. Không sao, thế giới này, thế giới vật lý, đừng có lo, chửi thoải mái luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con đã rõ thông những cái thắc mắc của con xin trân trọng cảm ơn.